Các bạn có biết trong thần mình có gì thực hiện thần kỳ đấy? Các bạn ăn vào á, các bạn muốn biến cái gì thì biến luôn. À, nhưng mình vẫn chưa dám ăn thử đâu. Mình ăn thật nhà ba mà. Ăn cùng hai chị em cũng được biến. Nhà mình mềm mát thế mà sao siêu nhân đâu nhở? Mẹ bố mang sang nhà mình bảo khoe mới mua được cục kẹo á. Thì đấy à, cũng thịt lắm mà chưa biết sang gì cả. Bảo tôi sáng ăn ngọt, không biết siêu nhân đâu. Kiếm bảo đây à? À thế à? Nhìn lạ nhỏ, chị cũng chưa được ăn không? Thế bây giờ ăn á, ví dụ chị không biến thành em biến thành chị à? Chị ăn thử đâu? Chị mình ăn thử nhá. Chị cũng chưa được ăn cái kẹo này không? Ừ, kẹo này lạ thật đấy. Đây, đây. Em để chị giúp. Đây, em bóc cẩn thận không lại thuộc. Đấy, chờ tôi nhá, phải đợi chị đấy, xong hai chị em mình cùng nhau á. 1, 2, 3 cùng ăn thử xem có biến thành không nhá. Ồ, cái kẹo này ngon nhỏ. Nào, ăn thử nhá. Chị có thành thế không nhở? Kẹo mềm nhở? Làm sao này, chưa làm sao này? Trời ơi, chị thành siêu nhân. Em thành quá ma. Chị em mình biến đổi. Vậy đây là đúng là hộp kẹo thần kỳ à? Trời ơi. Sẽ biến lại nhá. Đây em một cái, chị một cái. Ôi kẹo nó thần kỳ thật đấy. Cái này chị muốn biến thành một làng tiên cũng được đúng không? Làng tiên nó không biến được đâu. Chị này, chị bắt chưa? Nếu mà hai chị em ấy, chị là mama ấy, em là siêu nhân ấy, thì em sẽ là mama còn chị sẽ là siêu nhân. À, chị bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.